Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tiểu Chủ Nương Ở Biên Quan tập 47. Khương Ngôn Ý sững sờ. Nói như vậy, Lục Lâm Viễn đã sớm còn biết An thiếu phu nhân. Nàng cân nhắc mở miệng. Ngài cùng Lục gia. An thiếu phu nhân tự giễu nói. Ta sinh ra trong một gánh hát ở Dương Châu. Vốn là Lục lão phu nhân mua cho Lục thiếu gia một món đồ chơi. Lúc Lục Lâm Viễn vì Khương Ngôn Tích quyết liệt với Lục gia, Lục lão phu nhân cảm thấy nhi tử chỉ là bị mê hoặc. Vì đoạn tuyệt tâm niệm của nhi tử, liền sai người tìm kiếm xung quanh, tìm một nữ tử có vẻ ngoài giống Khương Ngôn Tích. Khương Thượng Thư không cho phép nữ nhi của mình làm thiếp, Lục gia lại không muốn cưới một thứ nữ làm chủ mẫu, cho nên Lục lão phu nhân mới nghĩ ra chủ ý này. Lục thiếu gia không chịu đụng vào ta, sau đó hắn bị giáng chức đến Tây Châu. Lục lão phu nhân sai ta đến Tây Châu lo liệu mọi chuyện, để chiếu cố Lục thiếu gia. Ai ngờ trên đường gặp sơn tặc, ta suýt nữa chịu nhục nhã với tặc nhân, là tướng quân cứu ta. An thiếu phu nhân nói đến đây đã nghẹn ngào không thôi. Ta vốn định tự sát, cũng là tướng quân ngăn cản ta. Tướng quân nói hắn sẽ chịu trách nhiệm với ta, nguyện cưới ta làm vợ. Người như ta làm sao xứng? Sau khi tin tức truyền về Lục gia ở kinh thành, thiếu gia viết thư nói để ta gả cho tướng quân. Chờ hắn đến Tây Châu, ta vận dụng quan hệ trong phủ tướng quân, có thể giúp hắn không ít. Ta liền giấu giếm hết thảy với tướng quân. Tướng quân nghe nói nhà mẹ đẻ ta không có người, sợ ta ở Tây Châu không đứng vững được, tuyên bố với bên ngoài là ta từng cứu hắn. Có tầng nguyên nhân này ở bên trong, ta gả vào An phủ dễ dàng hơn nhiều. An thiếu phu nhân dùng khăn tay che mặt, khóc đến bi thiết. Tướng quân là người tốt, đời này cũng không có ai đối xử tốt với ta như vậy. Ta biết mẹ chồng không thích ta, nhưng ta vốn đã thẹn với An gia, mẹ chồng đối xử với ta không tốt, ta cũng chỉ coi là chuộc tội. Sau khi có hài tử của tướng quân, ta chỉ muốn cùng tướng quân sống thật tốt. Sợ thiếu gia lại tìm tới ta, liền chủ động viết thư cho thiếu gia. Nào ngờ lá thư kia rơi vào tay mẹ chồng. Mẹ chồng một mực khẳng định ta cùng người khác ngoại tình. Tướng quân đọc thư xong, biết lúc trước ta gả cho hắn chỉ là vì giúp thiếu gia mở đường. Tuy không vạch trần ta, nhưng triệt để cùng ta ly tâm. Một câu cũng không muốn nói với ta, ngày đó liền thu thập đồ đạc đi quân doanh. Ta đã từng nghĩ qua tìm cái chết, nhưng bụng còn có hài tử của ta cùng tướng quân. Ta muốn đem đứa nhỏ này sinh ra. Nhưng mẹ chồng căm hận ta, ngay cả đứa nhỏ trong bụng ta cũng kêu lung ta lung tung. Mẹ chồng còn muốn đem cháu gái nhà mẹ đẻ nâng cho tướng quân làm quý thiếp. Ta không đồng ý. An thiếu phu nhân ngước mắt lên, cố gắng ngăn chặn nước mắt tràn ra. Đáng tiếc, nước mắt vẫn lã chã chảy xuống. Nàng ấy lau mắt, giọng nói tràn đầy tự giễu. Ta và cháu gái của mẹ chồng đã xảy ra cãi vã. Ngày hôm đó tuyết rơi dày, gạch xanh dưới hành lang đã đóng băng. Ta bị nàng ấy đẩy một cái, lăn xuống bậc thang. Đứa trẻ trong bụng không còn. Sau khi tướng quân trở về, mẹ chồng nói là ta cố ý ngã, là ta chuột dạ không dám đem hài tử sinh ra. Tám phần kia không phải là hài tử của tướng quân. An thiếu phu nhân hốc mắt đỏ bừng, khăn tay nàng ấy đã hoàn toàn không dùng được. Khương Ngôn Ý đem khăn tay của mình đưa qua. An thiếu phu nhân vừa nghẹn ngào vừa nói. Khi tướng quân đến thăm ta, nói với ta, chờ ta ngồi xong tiểu nguyệt tử, liền đưa ta đến thôn trang nông thôn tĩnh dưỡng. Ta không biết chàng ấy có tha thứ cho ta hay tin lời mẹ chồng, nhưng ta sống trên đời này thực sự không có ý nghĩa gì. Ta đâm đầu xuống hồ tự sát, lại được thiếu gia cứu. Khi đó ta mới biết được, sở dĩ thiếu gia sau khi đến Tây Châu cũng không tìm ta nữa, là bởi vì cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ dùng ta mở đường. Lúc trước hắn viết phong thư kia, chỉ là sợ ta tìm chết hoặc người ngốc chờ hắn. Hắn muốn ta lập gia đình, sống cuộc sống của mình. Khương Ngôn Ý không ngờ sự thật lại là như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi An thiếu phu nhân cái gì. Nàng nhạy bén nắm lấy một chút. Ngày ngươi nhảy xuống hồ, có ai biết không? Sợ An thiếu phu nhân hiểu lầm, nàng lại vội vàng giải thích. Ta không có ý gì khác, chỉ là Lục công tử vừa vặn xuất hiện ở nơi đó nên có chút tò mò. An thiếu phu nhân lắc đầu. Ta ai cũng không nói cho, thiếu gia vì sao lại xuất hiện ở Nhạn Hồ, ta cũng không biết. Cũng là bởi vì lần đó Lục Lâm Viễn vừa vặn xuất hiện ở nơi đó cứu nàng ấy, An Vĩnh Nguyên mới càng thêm nghi kỵ nàng ấy và Lục Lâm Viễn. Khương Ngôn Ý đã nhận được tin tức mình muốn, An thiếu phu nhân và Lục Lâm Viễn là người quen cũ, nhưng lúc nhảy hồ không có liên lạc với Lục Lâm Viễn trước.
Quan hệ giữa An Thiếu Phu Nhân và Lục Lâm Viễn trong nguyên tác cũng không được nhắc tới. Thế cho nên, lúc trước nàng lầm tưởng An Thiếu Phu Nhân và Lục Lâm Viễn chưa từng quen biết nhau. Vấn đề bây giờ là, An Thiếu Phu Nhân và Lục Lâm Viễn sau khi đến Tây Châu chưa từng thông qua thư từ. Nguyên nhân gì khiến Lục Lâm Viễn vừa vặn xuất hiện ở Nhạn Hồ, cứu An Thiếu Phu Nhân? Hay là Lục Lâm Viễn trước đó biết An Thiếu Phu Nhân sẽ nhảy hồ, cũng biết thời gian và địa điểm, đặc biệt đi cứu người? Kết hợp với lời nói lúc trước của Phong Sóc, đáy lòng Khương Ngôn Ý mơ hồ có một suy đoán, nhưng còn không dám xác định. An Thiếu Phu Nhân chậm rãi ngừng khóc, nhìn Khương Ngôn Ý nói: "Đời này, dũng khí tìm chết chỉ có một lần. Ta biết mùa đông khắc nghiệt thắm chạp nước hồ tưới vào mũi là tư vị gì. Ta được cứu lên cũng không có định chết. Ta hiện tại có được những thứ này, có lẽ là ta không xứng. Nhưng nếu ta đã có được, vậy ta cũng muốn giành lấy nó." "Sở cô nương, người muốn biết, ta đều nói cho người biết. Đời này ta cái gì cũng cam chịu. Duy chỉ có đối với An Vĩnh Nguyên, muốn cùng số mệnh này tranh giành một lần. Mặc dù bây giờ hắn căm giận ta, ngay cả gặp ta một lần cũng không nguyện ý." Khương Ngôn Ý hỏi: "Người đã giải thích với An tướng quân chưa?" An Thiếu Phu Nhân ánh mắt bi thương: "Đã nói rồi, nhưng phong thư kia là sự thật, lúc trước gả cho hắn. Ta thực sự có ý định khác, hắn sẽ không tha thứ cho ta." Khương Ngôn Ý chắc chắn nói: "Trong lòng An tướng quân có người." Giữa hai người này, trời đất xui khiến hiểu lầm quá nhiều, cần một thời cơ thích hợp để cởi bỏ khúc mắc. An Vĩnh Nguyên hiện tại không chịu quay đầu lại mà thôi. Trong nguyên tắc, An Thiếu Phu Nhân sau khi chết, hắn sống không khác gì cái xác không hồn. An Thiếu Phu Nhân cười khổ hai tiếng: "Trong lòng hắn có ta. Trước đó ta cũng không biết tâm địa hắn có thể sắt đá như vậy. Sở cô nương, người có biết không cam lòng là tư vị gì không?" Khương Ngôn Ý nói: "Mặc dù chưa từng trải qua, nhưng có thể hiểu được." An Thiếu Phu Nhân chỉ lắc đầu: "Người không rõ, ta cùng hắn không bao giờ có thể giống như trước kia nữa." Nàng ấy đứng dậy muốn đi, Khương Ngôn Ý gọi nàng ấy lại: "An Thiếu Phu Nhân, nếu người nguyện ý, có thể thử biện pháp của ta xem." An Thiếu Phu Nhân quay đầu lại nhìn Khương Ngôn Ý, đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại: "Có cách gì?" An Vĩnh Nguyên biết được mẫu thân bị thương, lúc này từ đại doanh Tây Châu trở về An Phủ. Hắn đi thỉnh an An Lão Thái Thái trước, sau đó đi thăm An Phu Nhân. An Phu Nhân trên dưới môi và mũi đều sưng lên, đầu lưỡi dập đến vết hiện tại đau đến không dám nói. Nhìn thấy nhi tử chỉ một mực rơi nước mắt. An Vĩnh Nguyên là võ tướng chân chính, thân hình cường tráng, trên mặt có một vết sẹo dài chừng một tấc. Bởi vì luôn luôn nghiêm túc nói cười, người trên dưới phủ, thậm chí là tướng sĩ trong quân đều sợ hắn. "Mẫu thân, người làm sao vậy?" An Vĩnh Nguyên một thân áo giáp chưa thay, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Hắn nhìn một vòng không thấy An Thiếu Phu Nhân đâu, trầm mặc một lát, vẫn là hỏi ra: "Vân nương ở đâu?" An Phu Nhân không nói nên lời. Bà tử bên cạnh bà ta chua xót nói: "Ôi chao, tướng quân, ai dám nói Thiếu Phu Nhân chứ? Thọ yến của Lão Thái Thái suýt nữa không thể tổ chức. Phu Nhân ngã thành như vậy, Lão Lột thúc giục vài lần để Thiếu Phu Nhân sớm trở về. Không nói thời khắc canh giữ, tốt xấu gì cũng nên liếc mắt một cái. Thiếu Phu Nhân trực tiếp để Lão Nô tự mình trở về." An Vĩnh Nguyên hỏi: "Nàng ấy bây giờ đang ở đâu?" Bà tử nói: "Ở Như Ý Lâu đấy, tân khách đều đi hết, cũng không biết Thiếu Phu Nhân muốn gặp người nào ở đó." An Vĩnh Nguyên sắc mặt trầm xuống nói: "Ta đi đón Vân Nương trở về." Từ lần trước An Thiếu Phu Nhân nhảy hồ tự sát, hắn trực tiếp hạ lệnh bất cứ lúc nào cũng phải có người đi theo An Thiếu Phu Nhân. Hắn sợ An Thiếu Phu Nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sợ nàng ở đó gặp Lục Lâm Viễn. An Phu Nhân tức giận đến vỗ giường, thế nhưng hiện tại miệng bà ta sưng lên lợi hại, không thể nói được. Bà tử bên cạnh hiểu ý của bà ta, gọi An Vĩnh Nguyên nói: "Gọi người đi truyền lời là được, nào còn phải cần ngài tự mình đi đón." An Vĩnh Nguyên nhìn bà tử một cái: "Đàm ma ma, người là não nhân trong phủ, hầu hạ mẫu thân là được. Chủ mẫu An gia dù thế nào cũng không tới phiên một hạ nhân nói ba nói bốn." Bà tử bị ánh mắt của An Vĩnh Nguyên làm cho giật mình, không dám lên tiếng nữa. Hạ nhân An phủ rất nhanh lấy xe ngựa. Sau khi An Vĩnh Nguyên lên xe, liền bảo Sa Phu chạy tới Như Ý Lâu. Đến Như Ý Lâu, Sa Phu An gia nói ý đồ đến. Tiểu nhị của Như Ý Lâu nói: "An Thiếu Phu Nhân sáng sớm đã đi, không có ở chỗ này."
Gia Phú hỏi. Có biết thiếu phu nhân nhà ta đi khi nào không? Tiểu nhị suy nghĩ một chút nói. Giờ thân ba khắc. Đúng rồi, An thiếu phu nhân còn giữ lại một phong thư, bảo chuyển đến An phủ. Bất quá trong lầu buôn bán bận rộn, còn chưa kịp đưa thư đến quý phủ. Vừa vặn người của quý phủ tới, ta liền đi lấy thư. Tiểu nhị rất nhanh lấy thư đưa cho Sa Phu. Sa Phu chuyển cho An Vĩnh Nguyên. An Vĩnh Nguyên nhìn lướt qua, trên phong thư đích thật là chữ viết của An thiếu phu nhân, viết: Phu quân đích thân mở ra. Hắn xé miệng phong thư, đọc xong chữ nhỏ duyên dáng trên giấy, hai mắt mơ hồ phiếm hồng. Đi Nhạn Hồ. Nhạn Hồ là nơi An thiếu phu nhân lần đầu nhảy xuống hồ. Giờ phút này ở trong Nhạn Quy Đình bên sườn núi cạnh hồ, Khương Ngôn Ý cùng An thiếu phu nhân, tỉ muội Sở Đục Bảo vây quanh một bếp nhỏ run lẩy bẩy. Khương Ngôn Ý vừa hơ tay vừa nói với An thiếu phu nhân: Chờ An tướng quân tới, ngươi không cần thật sự nhảy hồ, làm bộ muốn nhảy là được, nhưng nói đến sinh ly tử biệt một chút. Quay đầu lại nói với nhà hoàn An thiếu phu nhân: Ngươi đứng cách đó không xa, cuồng loạn khóc, có bao nhiêu khổ sở, khóc bấy nhiêu khổ sở. Tiểu nhà hoàn vẻ mặt mê man nói: Ta cần nói cái gì sao? Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút nói: Gọi thiếu phu nhân nhà ngươi là được, quan trọng là khóc, hiểu chưa? Tiểu nhà hoàn dùng sức gật đầu: Hiểu rõ. Khương Ngôn Ý đứng dậy hướng ra phía xa hô: Nhị ca, ngươi tới chưa? Vừa đến Như Ý lâu đã bị Khương Ngôn Ý kéo đi làm cu li. Sở Thừa Mậu ngồi xổm trên một gốc cây lớn, nhìn thoáng qua đường lớn xa xa, bất đắc dĩ trả lời: Trên đường không có ai. Đáy mắt An thiếu phu nhân hiện lên một tia cô đơn. Hắn đại khái sẽ không tới. Khương Ngôn Ý đưa tay nặn khoai lang nướng bên cạnh bếp. Đợi thêm một chút nữa, có thể đã ở trên đường rồi. Ngươi nghĩ xem một hồi gặp hắn sẽ nói cái gì. Khoai lang còn chưa nướng xong, nhưng hạt dẻ và ngân hạnh nướng bên cạnh đống lửa đã bị nứt. Khương Ngôn Ý nhặt lên một trái ngân hạnh, sau khi lột vỏ lộ ra thịt quả màu vàng xanh. Củi bên trong còn bọc một lớp áo màu nâu vàng. Ngân hạnh nướng chín có một mùi thơm đặc biệt của thảo mộc, ăn vào miệng mềm dẻo ngon. Ngân hạnh thường dùng để nấu canh làm dược thiện. Đám Sở Lục Bảo vẫn là lần đầu tiên nếm thử ngân hạnh nướng than, thập phần mới lạ. Mềm mềm, thơm quá. Ngân hạnh nướng làm đồ ăn vặt, ăn tư vị rất ngon. Sở Lục Bảo nếm thử một trái, mắt sau đều sáng lên. Khương Ngôn Ý đem ngân hạnh nướng xong phần cho An thiếu phu nhân cùng tiểu nha hoàn của nàng ấy. An thiếu phu nhân tâm sự nặng nề, không chịu nhận. Tiểu nha hoàn của nàng ấy thèm thuồng thật lâu. Thấy An thiếu phu nhân không có ý không cho phép, liền tiếp nhận lột vỏ ăn. Ngân hạnh là nguyên liệu dưỡng sinh, nhưng chứa vi chất độc tố, ăn nhiều dễ trúng độc. Khương Ngôn Ý nướng ít, một người không chưa được mấy quả, cho nên cũng không lo lắng ngộ độc thực phẩm. Nàng nói với Sở Đục Bảo: Ngân hạnh không thể ăn nhiều, hạt dẻ có thể. Thịt của hạt dẻ nướng than có màu vàng trong suốt, vừa thơm vừa dẻo, ngọt tự nhiên hơn so với hạt dẻ rang đường, thật là nhớ. Mấy người ăn xong ngân hạnh cùng hạt dẻ, Sở Thừa Mậu bên kia rốt cuộc truyền đến tin tức, An Vĩnh Nguyên đến. An thiếu phu nhân mang theo nha hoàn của nàng ấy vội vàng đi đến bên hồ. Hai tỉ muội Khương Ngôn Ý cùng Sở Đục Bảo dùng tuyết đọng đem lửa trong lò dập tắt, để tránh An Vĩnh Nguyên nhìn thấy khói sinh nghi. Nhạn Quy Đình ở giữa sườn núi có thể thu hết toàn cảnh Nhạn Hồ vào đáy mắt. Lúc Sở Thừa Mậu trở về, Khương Ngôn Ý nhét cho hắn nửa củ khoai lang nướng xong. Vất vả nhị ca rồi. Sở Thừa Mậu nhìn chăm chăm ba tỉ muội đang xúm xít cùng nhau ăn khoai lang nướng, vẻ mặt có chút khó chịu nói: Ta không nên đi, lần này các ngươi giao du với kẻ xấu. Sở Đục Bảo vội vàng để hắn im lặng. Nhị ca, ngươi đừng lên tiếng. Sở Thừa Mậu ba chấm. Lúc này bên hồ Nhạn đã truyền đến tiếng khóc của nhà hoàn An thiếu phu nhân. Khương Ngôn Ý nhìn thấy An Vĩnh Nguyên xuống xe ngựa, chẳng qua hắn cùng An thiếu phu nhân không nói mấy câu, liền trực tiếp tiến lên khiêng người trên vai. Nhà hoàn ở một bên tê tâm liệt phế ra khóc, nhìn thấy cảnh này sợ tới mức tiếng khóc đều bị kẹt lại. Mấy người vi xem trong đình hai mặt nhìn nhau. Sở Đục Bảo cầm khoai lang nướng nói: A Ý, tình huống giống như có chút không giống với suy đoán của ngươi. Khương Ngôn Ý: Ta có thể thấy điều đó. Lại nói An thiếu phu nhân được An Vĩnh Nguyên một đường khiêng lên xe ngựa, lực tay hắn kinh người, ở trong quân doanh cũng chỉ có Phong Sóc có thể cùng so đấu. An thiếu phu nhân làm sao dãy ra được. Nhiều ngày ủy khuất cùng chua xót bộc phát ra,
An thiếu phu nhân ở trên vai hắn nghẹn ngào đến không thể kiềm chế được. Trèo lên xe ngựa, An thiếu phu nhân nói một câu đầu tiên. Tướng quân không tin ta, cũng không muốn nhìn thấy ta nữa. Hôm nay còn tới nơi này làm gì? Không bằng để cho ta chết ở trong hồ này, trả lại trong sạch. An Vĩnh Nguyên một tay ấn nàng ấy, là tư thế hoàn toàn không cho nàng ấy dãy giụa. Quai hàm siết chặt, giống như đang cố nén tức giận, trầm giọng phân phó gia phu. Hồi phủ! Hai vị chủ tử còn đang đấu khí, nha hoàn của An thiếu phu nhân cũng không dám đi vào bên trong, liền cùng gia phu ngồi ở bên ngoài xe ngựa. Xe ngựa đi xa trên con đường lầy lội, An thiếu phu nhân còn muốn dãy giụa, An Vĩnh Nguyên dễ dàng kiềm chế người khác. Vết sẹo trên mặt hắn vốn đã hung hãn, đáy mắt mơ hồ có tơ máu hiện lên, càng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn nói, đừng nháo. An thiếu phu nhân nhìn gương mặt quen thuộc này, nước mắt tuôn rơi. Tướng quân cho rằng ta đang diễn trò sao? Ngài không muốn nhìn thấy ta, ngay cả sinh thần tổ mẫu cũng không muốn trở về. Đời này ta, sinh ra không được chọn, trở thành con hát không được chọn, bị người ta mua đi cũng không được chọn. Nếu lúc trước tướng quân không cứu ta, mặc cho ta một đao kết liễu chính mình, đời này liền xong hết mọi chuyện. Tướng quân có ân với ta, đời này ta luôn nhớ đến chuyện tốt của tướng quân. Chỉ cần ngài ghét bỏ ta, ta tự biết thân phận thấp hèn, tuyệt đối không dám oán tướng quân. Nhưng ta thật sự chưa từng làm chuyện có lỗi với tướng quân. Ngài mắng ta không biết điều cũng tốt, không biết xấu hổ cũng được. Ta thật sự muốn cùng tướng quân sống tốt. Thứ duy nhất ta từng qua lại với Lục gia chỉ có phong thư kia. Ta muốn cùng Lục gia phân rõ giới hạn hoàn toàn. An thiếu phu nhân nói những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nàng ấy một khắc cũng không dám dừng lại, sợ An Vĩnh Nguyên chán ghét nghe những thứ này, không đợi nàng ấy nói xong liền rời đi. Ta là một người sống sờ sờ, ta biết ai đối tốt với ta, ta cũng sẽ tham lam, muốn cả đời đi theo tướng quân, phụ chồng dạy con. Nhớ tới đứa nhỏ chưa xuất thế kia, An thiếu phu nhân theo bản năng sờ trước bụng bằng phẳng, nước mắt càng dữ dội. Ta biết hôm nay là ta hồ nháo, nhưng tướng quân cũng chỉ có hôm nay mới có thể trở về. Qua hôm nay, cho dù ta muốn gặp người một lần cũng khó. Ngay từ đầu ta chỉ muốn dùng biện pháp này gặp ngài một lần, nói với ngài vài câu từ tận đáy lòng. Nhưng khi đứng ở bên hồ nhạn, ta liền nghĩ, trực tiếp nhảy xuống là được rồi. Sau khi ta gả cho tướng quân, hưởng phúc đã đủ rồi, nên thỏa mãn. Đợi sau khi ta đi, tướng quân cưới giai phụ khác, cuộc sống tất nhiên cũng trôi cào hạt thuận. Á! An thiếu phu nhân còn chưa nói hết, đã bị người dùng sức che miệng. Sức tay An Vĩnh Nguyên rất lớn, che cho An thiếu phu nhân miệng mũi đau nhức. Từ máu trong mắt hắn so với lúc trước nhiều hơn một chút, liếc mắt nhìn lại chỉ cảm thấy hai mắt hắn đỏ tươi, giống như một con ác thú. An thiếu phu nhân nói những lời kia, mỗi một câu đều giống như một con dao lăng trì trong lòng hắn. An Vĩnh Nguyên nói, nếu ta sớm biết nàng là người của Lục gia, nàng từ trong hang sơ tặc đi ra muốn tự vẫn, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản nàng. An thiếu phu nhân nghe hắn nói như vậy, hai vai rung động, khóc đến không tiếng động. Đáy mắt đã hoàn toàn ảm đạm xuống, chỉ còn lại một mảnh tuyệt vọng như tro tàn. Hắn trùng quy không chịu tha thứ cho nàng ấy, cũng không tin nàng ấy, cảm thấy lúc trước gặp phải sơn tặc cũng là vì cố ý sắp xếp để tiếp xúc hắn. An thiếu phu nhân ngực đau đến tê dại, An Vĩnh Nguyên thay nàng ấy lau sạch nước mắt trên mặt. Ngón tay hắn thô ráp, còn có vết nứt lớn làm cho hai gò má của nàng có chút đau. Nhưng nàng ấy một câu cũng không nói, chỉ là nước mắt giống như hạt châu bị đứt dây vẫn rơi xuống. Nàng ấy cho tới bây giờ còn nhớ rõ, nàng ấy được hắn cứu khỏi tay sơn tặc, suýt nữa bị nhục nhã muốn tìm cái chết. Hắn ngăn cản nàng lại, sợ nàng ấy lại phí hoài bản thân mình, cố ý nói. An mỗ tướng mạo xấu xí, cầu thê không dễ, cô nương nếu không ngại có thể gả cho An mỗ làm vợ. Bây giờ xem ra, nguồn gốc của tất cả những sai lầm này chính là bắt đầu từ lúc đó đi. An thiếu phu nhân khóc lóc quá lâu, hai mắt sưng đỏ đến lợi hại, miễn cưỡng nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Thiếp thần xin lỗi ngài. An Vĩnh Nguyên ôm nàng ấy thật chặt, vết sẹo trên mặt bởi vì cơ bắp căng thẳng mà có vẻ dữ tợn. Nhưng chuyện này ta sớm không biết. Vân Nương, nàng bây giờ là thê tử của An Vĩnh Nguyên ta. Ánh mắt An thiếu phu nhân đã khô khốc đến không rơi ra nước mắt, nhưng vẫn nghẹn ngào khi nghe thấy câu là thê tử của An Vĩnh Nguyên ta. An Vĩnh Nguyên lau giọt nước mắt bên khóe mắt nàng. Trước kia là ta không đúng, nhưng sau này cuộc sống còn dài. Vân Nương,
chúng ta sẽ sống tốt. Đoàn người Khương Ngôn Ý lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng chạy xe ngựa đuổi theo xe An Gia. Đến một ngã tư, lại nhìn thấy nhà hoàn của An thiếu phu nhân. Nhà hoàn ở ven đường bị đông lạnh đến rậm chân, nhìn thấy xe ngựa của các nàng, trong nháy mắt cười rạng rỡ. Sở cô nương, đợi được các người. Khương Ngôn Ý nghe tiếng vén rèm xe hỏi nàng ấy. Sao người lại ở đây một mình? Thiếu phu nhân nhà người đâu? Nhà hoàn mặc dù bị đông lạnh đến run rẩy, nhưng nụ cười trên mặt đã biến mất. Tướng quân đón phu nhân hồi phủ, đặc biệt để cho ta ở chỗ này chờ ngài. Nói hôm nay đa tạ ngài, ngày khác lại tới cửa bái phỏng. Sở Đục Bảo cùng Sở Gia Bảo vốn cũng có chút lo lắng, nghe thấy nhà hoàn nói, trong nháy mắt từ dưới rèm xe chen đầu ra, hỏi nhà hoàn kia. Thiếu phu nhân nhà ngươi giảng hòa với tướng quân nhà ngươi chưa? Nhà hoàn vui vẻ nhếch miệng, dùng sức gật đầu. Sở Đục Bảo vội vàng chắp hai tay lại lẩm bẩm. Thật sự là Bồ Tát phù hộ, tất cả đều vui mừng. Khương Ngôn Ý nhận được đáp án này cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nói với nhà hoàn kia. Ngươi lên xe, chúng ta đưa ngươi về thành. Nhà hoàn vội vàng nói không cần. Đa tạ ý tốt của sở cô nương, ta đi ngã tư phía trước chặn xe bò trở về là được. Sở Đục Bảo nói. Trời lạnh tuyết rơi như này, người đến Nhạn Hồ ít, người chặn xe bò còn không biết phải đợi bao lâu. Lên đi, dù sao cũng chỉ là thuận đường. Nhà hoàn liên tục nói cảm ơn, lúc này mới lên xe ngựa. Ngày đầu tiên Như Ý lâu khai trương, mặc dù có mấy chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may kết quả không tệ, làm ăn cũng rất phát đạt. Trước kia Khương Ngôn Ý chỉ biết tiêu tiền như nước, mấy ngày tiếp theo làm ăn tốt vẫn là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái gì gọi là kiếm tiền như nước chảy. Đại sảnh lầu một chuyên dùng để tổ chức tiệc rượu, danh tiếng tiểu lâu càng lúc càng lớn, tầng 2 cũng không đủ bàn ghế để tiếp đãi khách nhân bình thường. Khương Ngôn Ý lại đặt một lô bàn ghế dành khoảng trống chưa sử dụng trên lầu 3 tạm thời tiếp đãi khách. An thiếu phu nhân ở Tây Châu không có bạn thân trong khuê phòng, bởi vì lần trước Khương Ngôn Ý giúp nàng ấy. Nàng ấy cùng Khương Ngôn Ý thân cận, rảnh rỗi liền đến Như Ý lâu tìm Khương Ngôn Ý. Khương Ngôn Ý từ trong miệng nàng ấy biết được An Vĩnh Nguyên thừa dịp An phu nhân dưỡng bệnh, sắp xếp lại người hầu trong ngoài phủ, đề bạt cho nàng ấy không ít tâm phúc. Hiện tại toàn bộ hạ nhân An gia đều thấy rõ thái độ của chủ tử, không ai dám khinh thường An thiếu phu nhân nữa. Chỉ là An phu nhân thỉnh thoảng lại cố ý gây khó dễ con dâu, thậm chí trời lạnh lẽo nhất định phải dùng nước lạnh giặt đệm cho bà. An thiếu phu nhân tính tình mềm yếu, nhưng cũng có khôn vặt của mình. Ngày nàng rửa đệm xong liền bệnh nặng một hồi. An Vĩnh Nguyên về nhà thấy chính thê nằm bệnh không dậy nổi, mất bình tĩnh, không chỉ lấy lý do An thiếu phu nhân từng rơi xuống nước chịu lạnh, thân thể bị thương phải điều dưỡng, không cho An thiếu phu nhân lại đến trước mặt An phu nhân hầu hạ. Ngay cả thỉnh an sáng sớm cũng miễn, ngược lại khiến An phu nhân tức giận. Tỉ muội Sở Đục Bảo nghe những chuyện ngắn ngủi này, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm khái một hai câu. Nói An Vĩnh Nguyên nhìn thì hung thần ác sát, nhưng cũng biết thương người. Chỉ mong tương lai chọn lang quân cũng có thể chọn được người như vậy. Chớp mắt chính là ngày mùng 8 tháng chạp. Tục ngữ có câu, qua ngày mùng 8 tháng chạp chính là năm mới. Đầu đường bán hàng Tết nhiều hơn. Phủ nhà Tây Châu phát ra tin đồn. Bắt đầu từ tiết 8 tháng chạp, mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu năm sau, mỗi ngày đều có 3 thùng cháo lớn ở thành Nam. Phương pháp Khương Ngôn Ý nghĩ ra trước đó rất có hiệu quả. Nếu một người tán dương phong sóc, liền có người thứ hai. Người từ phía Nam chạy trốn khổ sở, đem hoàn cảnh bi thảm ở phía Nam nói ra. So sánh với dân chúng nghèo khổ thành Tây Châu, còn có thể đến quan phủ lĩnh canh uống. Người bình thường cũng có thể an tâm đón năm mới tốt đẹp. Tiếng khen ngợi dành cho phong sóc rất nhanh đã tạo ra sóng to gió lớn trong dân chúng. Chẳng qua theo đó mà đến là càng ngày càng nhiều dân chúng chạy đến. Cho dù thành Tây Châu nghiêm nhập nghiêm ra, dân chúng trong thành vẫn càng ngày càng nhiều. Lương thảo Tây Châu vốn rất gian nan, toàn bộ đều dựa vào đường thủy từ Du Châu vận chuyển tới đây. Phán Uy cùng Tín Dương Vương nổi lên nội chiến, hiện tại phía Nam không kiềm chế được triều đình quá nhiều binh mã. Triều đình bắt đầu tập trung hỏa lực tấn công tuyến đường lương thực ở hạ lưu Du Châu. Trong thành Tây Châu không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng Khương Ngôn Ý rõ ràng cảm giác được chiến sự đang từng bước áp sát. Phòng sóc mỗi ngày đều cùng các phụ tá thương nghị đến đêm khuya. Khương Ngôn Ý không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi không gặp chàng. Việc làm ăn của Như Ý lâu đang đi vào quỹ đạo. Việc làm ăn của xưởng xay bột cũng vượt quá tưởng tượng của Khương Ngôn Ý. Mì ăn liền bán rất chạy trong thương đội quan ngoại.
Bình Thiệu thậm chí đề nghị Khương Ngôn Ý phải mở rộng xưởng xay bột, chẳng qua bị Khương Ngôn Ý bác bỏ. Sở Sương Bình tiết lộ cho Khương Ngôn Ý, không lâu sau quan phủ sẽ nghiêm khắc khống chế lương thực ra vào. Lương thực vào thành chỉ có thể bán cho dân chúng trong thành, không thể bán ra ngoài nữa. Hiện tại bế tắc ở Tây Châu là ở chỗ Tây Châu dựa vào hai vùng đất khác của Phong Sóc là Vũ Châu và Hành Châu cung cấp. Lương thảo là một huyết mạch lớn của Tây Châu, bạc cũng vậy. Chiến sự càng kéo dài, bạc càng tiêu xài càng nhiều. Lấy ba đại châu phủ cùng đối đầu toàn bộ quốc khố của triều Đại Tuyên chắc chắn không đủ. Cho nên sau khi Phong Sóc làm phản mới chiếm cứ Tây Châu, không trực tiếp liều mạng với triều đình. Tín Dương Vương cùng Phản Uy không cần thanh danh, không có tiền, không có lương thực thì đánh đến đâu cướp đến đó. Phong Sóc lại không thể. Khương Ngôn Ý suy nghĩ khổ sở mấy ngày vẫn không thể nghĩ ra biện pháp mau chóng kiếm được nhiều tiền. Quách Đại Thẩm thấy nàng lo lắng lợi hại, trấn an nàng. Chuyện đánh giặc tự có các phụ tá bên cạnh vương gia ra chủ ý, đông gia đừng lo hỏng thân thể mình. Khương Ngôn Ý thở dài. Việc làm ăn của xưởng xay bột không thể với ra bên ngoài, không thể nhận được đơn đặt hàng lớn, cũng không thể kiếm được mấy đồng tiền. Thẩm, người nghĩ kinh doanh gì ở Tây Châu có thể kiếm được núi vàng núi bạc? Quách Đại Thẩm cười nói. Nơi này trồng hoa màu không tốt, nuôi trâu dê vào đông cũng thiếu cỏ. Ngài nếu muốn kiếm núi vàng núi bạc, trừ phi có người chịu mua bùn đất này. Lời này thật đúng là một câu đánh thức người trong mộng. Khương Ngôn Ý thay đổi vẻ uể oải lúc trước, cầm lấy một cái bát sứ xinh đẹp trên bàn, vui mừng không kìm được. Đúng vậy, Tây Châu có lò sứ, buôn bán lương thực không thể làm ra bên ngoài, đồ sứ có thể. Phiến Nam không dễ bán, nhưng có thể được tiểu quốc bên ngoài quan ngoại mua. Dùng những tiểu quốc này hình thành một chuỗi kinh tế, bạc và lương thực đều có thể thông qua buôn bán đổi lấy từ những tiểu quốc này. Tây Châu liền có thể thoát ly Vũ Châu và Hành Châu tự mình chống đỡ. Triều đình kiềm chế con đường lương thực với Du Châu cùng Hành Châu cũng không còn tác dụng. Hôm đó, Khương Ngôn Ý liền đi tìm Phong Sóc, đem suy nghĩ của mình nói cho chàng biết. Trước bàn Phong Sóc chất một chồng công văn cao ngất ngửa. Mấy ngày gần đây, chàng hiển nhiên là chưa từng nghỉ ngơi tốt. Giữa hai hàng lông mày có thể nhìn thấy rõ ràng mệt mỏi. Biện pháp không tệ, nhưng thời gian không kịp. Phong Sóc dựa lưng vào ghế thái sư, hiếm khi lộ ra chút nhàn rỗi, quen thuộc kéo Khương Ngôn Ý ôm vào lòng mình. Cửa thư phòng không khép, Khương Ngôn Ý liên tiếp ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Chàng đừng không đứng đắn, ta tới đây để nói với chàng chính sự. Phong Sóc vùi đầu vào vai và cổ nàng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ trắng nõn của nàng. Chỉ ôm một lát, sao lại không đứng đắn? Mũi chàng lành lạnh, da thịt ở cổ Khương Ngôn Ý lại mẫn cảm. Lúc này co rúm lại một chút, tay nắm chặt vạt áo chàng. Đừng! Phong Sóc nhìn phản ứng này của nàng, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Tay bất giác siết chặt vòng eo nàng, khàn giọng nói. Không có tiền đồ. Khương Ngôn Ý hơi tức giận, vỗ vào ngực chàng một cái. Phong Sóc cười khẽ hai tiếng, đem người hoàn toàn ôm vào trong ngực, cầm đặt ở trên vai nàng, nhắm mắt nói. Nghe nói nàng cho thiếu phu nhân An Quý Phủ chú ý xấu. Khương Ngôn Ý bất mãn nói. An thiếu phu nhân cùng An tướng quân hòa hảo như lúc ban đầu, nào xem như là ý xấu. Phong Sóc nói. Nhạn hồ nước sâu, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khó giải thích được với An gia bên kia. Chàng một tay nâng cằm Khương Ngôn Ý lên, ngón tay thô kịch vuốt về cằm nhỏ nhắn trắng nõn của nàng hai cái. Một khóc hai nháo ba treo cổ, thế gian này không phải tất cả nam tử đều ăn loại này. Nếu An Vĩnh Nguyên không chạy tới, nàng bảo phu thê bọn họ kết thúc như thế nào? Khương Ngôn Ý nghiêng đầu né tránh tay chàng, nhỏ giọng nói thầm. Người khác ta mới không dám dùng phương pháp như vậy đi thử. Cũng là An tướng quân coi trọng An thiếu phu nhân, ta mới cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Phong Sóc tựa hồ rất mệt mỏi, liền đứng dậy vòng ra phía sau chàng, mười ngón tay mềm mại như không xương đặt lên vai chàng, xoa bóp thật mạnh. Đời người chỉ có mấy chục năm, có thể cùng nhau sống thật tốt, cần gì phải bàn đến những hiểu lầm ly kỵ không đáng có với nhau. Khương Ngôn Ý nói xong, một hồi lâu không nghe thấy tiếng của Phong Sóc. Vừa cúi đầu mới phát hiện, chàng dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, đúng là ngủ thiếp đi. Nàng đi tới phía trước, đau lòng sờ sờ trên cằm Phong Sóc xuất hiện dấu ngắn màu xanh nhạt.
Mấy chục vạn mạng tướng sĩ dưới trướng đem tính mạng phó thác cho chàng. Tiền và lương Tây Châu đều phải dựa vào hai châu Vũ Hành cung cấp. Triều đình bên kia lại từng bước ép sát. Hiện tại, chàng mỗi một bước đều là đi trên lưỡi dao. Khương Ngôn Ý tìm một tấm chăn mỏng đặt trên người Phong Sóc, cúi đầu hôn lên môi chàng, rón rén rời khỏi thư phòng. Vừa mới đi ra cửa phòng liền gặp Hình Nghiêu, trên tay hắn ôm một chồng công văn thật dày. Thấy Khương Ngôn Ý cung kính gọi một tiếng: "Sở cô nương." Khương Ngôn Ý đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo Hình Nghiêu nhỏ giọng một chút. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, thấy Phong Sóc không có dấu hiệu tỉnh lại, mới thấp giọng nói với Hình Nghiêu: "Chàng ấy ngủ thiếp đi, để chàng ấy nghỉ ngơi một lát." Hình Nghiêu thở dài: "Vương gia đã mấy đêm cũng không chợp mắt." Khương Ngôn Ý nhíu mày: "Không ngủ thì làm sao được, cho dù là một người sắt đá cũng chịu không nổi." Hình Nghiêu bất đắc dĩ nói: "Cơm cũng là có bữa ăn bữa không, vương gia gần đây phiền muộn trong lòng, chúng ta làm hạ nhân cũng không dám khuyên nhiều." Khương Ngôn Ý biết tính tình Phong Sóc, chàng nói không, người phía dưới ai còn dám lên tiếng. Nàng nhìn lại cửa phòng một cái, nói với Hình Nghiêu: "Ta về phủ nấu canh, lát nữa đưa tới đây tự mình nhìn hắn uống." Hình Nghiêu nghe vậy mừng rỡ quá đỗi, cúi đầu chào Khương Ngôn Ý thật sâu: "Đa tạ sở cô nương." Sau khi cửa hàng đồ của canh chuyển đến Như Ý Lâu, cửa hàng ban đầu của Khương Ngôn Ý không được sử dụng. Sau khi nàng sửa sang lại một phen, đã để cửa hàng bán bánh mì và nước sốt gia vị. Bởi vì vị trí tốt, trước đó lại có danh tiếng ở đây, nơi này lại trở thành một điểm bán mì ăn liền. Trong cửa hàng làm ăn ổn định, một mình Thu Quỳ trông coi là được. Nếu gặp chuyện gì sẽ hướng vào trong viện hô lên một tiếng, Sở Trung sẽ đi ra hỗ trợ. Khương Ngôn Ý lúc trước rảnh rỗi không có việc gì, ở trong cửa hàng đã nấu một lần. Vốn định cho người khác ăn, kết quả mùi nước canh dẫn tới thực khách đi ngang qua, hỏi trong tiệm có phải đã ra lẩu mới hay không. Cuối cùng nấu lẩu Quan Đông, một nửa các nàng tự mình ăn hết, một nửa bán ra ngoài. Khi một mình Thu Quỳ ở trong cửa hàng, người mua bánh mì và nước sốt gia vị không phải lúc nào cũng có, lúc nhàn rỗi chiếm đa số. Khương Ngôn Ý hiện tại phải đi Như Ý Lâu nhìn, nàng ấy nhàn rỗi đến hoảng hốt, liền năn nỉ Khương Ngôn Ý chỉ dạy nàng ấy bán lẩu Quan Đông. Nước dùng lẩu Quan Đông là Khương Ngôn Ý dùng công thức lẩu cũ cải tiến. Nguyên liệu nấu từ nước canh có mùi thơm mê người, khiến dân chúng ướm nước miếng. Ăn một bữa đồ của canh tốn không ít bạc, nhưng mấy chuỗi Quan Đông nấu, đại đa số nhân gia vẫn nguyện ý nếm thử. Ngó sen chiên, khoai tây chiên, tảo bẹ, đậu phụ ngâm bán với giá 1 xu 2 xiên, thịt viên rau mùi và cá viên bọc lòng bán 1 xu 1 viên. Vào sổ nhìn vụn vặt, nhưng không đến mấy ngày có thể bán được ổn định. Chi phí nguyên liệu nấu ăn chưa tới 100 văn tiền, có thể kiếm được hơn 800 văn. Một số người bán hàng rong thông minh cũng học cách bắt đầu bán Quan Đông, nhưng hương vị làm ra lại luôn kém hơn, chuyện làm ăn còn lâu mới bằng Khương Ngôn Ý. Lúc Khương Ngôn Ý trở về, Thu Quỳ đang ngồi trên ghế, bên cạnh đặt một cái chậu than, trong chậu khác là tảo bẹ ngâm. Ngón tay nàng ấy nhanh chóng kéo tảo bẹ thắt thành nút thắt. Chờ một cái tảo bẹ thắt nút xong, lại dùng kéo cắt nút thắt nhỏ, rửa sạch sẽ sâu tăm tre, bỏ vào nồi sắt trên bếp nấu. Mùi hương theo hơi nóng bay ra bên ngoài cửa hàng, thỉnh thoảng lại có thực khách đi vào. Khương Ngôn Ý chào Thu Quỳ rồi đi thẳng vào phòng bếp. Hiện tại trong cửa hàng không bán lẩu, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp cũng không đầy đủ như vậy. Khương Ngôn Ý nhìn một vòng, định đến chỗ Mã Đồ Tể mua một con gà. Canh gà hầm cho Phong Sóc, tiện thể còn có thể đưa cho Sở Ngôn Quy. Chẳng qua chờ nàng đến tiệm thịt của Mã Đồ Tể mới biết được hôm nay gà đã bán hết. "Trưởng quầy, ngài xem một chút, nơi này còn có 2 con bồ câu. Đều nói 1 bồ câu tháng 9 gà. Bồ câu hầm canh so với gà mái hầm canh còn bổ dưỡng hơn." Mã Đồ Tể nhấc 2 con bồ câu mập mạp cho Khương Ngôn Ý xem. Khương Ngôn Ý rối rắm trong chốc lát nói: "Được, làm phiền giúp ta giết 2 con bồ câu. Tự mình giết còn phải nấu nước vặt lông chim bồ câu, Khương Ngôn Ý ngại phiền phức. "Được." Mã Đồ Tể cầm bồ câu đi sang một bên, vừa bận rộn vừa nói: "Như Ý Lâu của ngài vừa khai trương, đem Tửu Lâu Lai Phúc vượt qua. Từ Như Ý Lâu đến cửa hàng của ta so với lúc trước xa hơn không ít, nhưng chỉ cần ngài nhắn tin trước đó, ta đem thịt ngài muốn dùng đến Như Ý Lâu đều được. Nếu muốn dùng thịt, cứ đến chỗ ta mua." Mấy ngày trước khi Như Ý Lâu làm ăn tốt, phòng bếp dự trữ thịt tươi không đủ. Người phía dưới đi tiệm thịt xung quanh mua chút ít. Khương Ngôn Ý đoán chừng Mã Đột Tể nghe nói
người trong cửa hàng của nàng đi nơi khác mua thịt. Nàng nói, đương nhiên, luôn luôn mua thịt từ ngài. Mấy ngày trước là thịt đặt trước không đủ, vội quá mới cho tiểu nhị đi gần đó mua. Mã Đồ Tể cười toe toét, dùng lá sen khô bọc lại hai con bồ câu đã giết xong đưa cho Khương Ngôn Ý. Ta mong trưởng quầy làm ăn phát đạt một chút, cửa hàng đồ cổ canh của ngài rời đi, cả con đường đô hộ phủ cũng không còn náo nhiệt như trước. Khương Ngôn Ý cười nói, ngài quá khen rồi. Khi nàng nhận lấy bồ câu đã gói xong, Mã Đồ Tể nhìn thấy một nữ tử trên tay xách túi lớn túi nhỏ, trên đầu đội nón lá, khó hiểu nói. Vị nữ y kia khẩu vị cũng lớn, mỗi ngày đều có thể thấy nàng ấy đến chợ này mua một đống đồ ăn trở về. Khương Ngôn Ý theo ánh mắt Đồ Tể nhìn qua, chỉ cảm thấy bóng dáng nữ y kia có chút quen thuộc. Nàng nói, không chừng trong nhà còn có người. Mã Đồ Tể lắc đầu. Mấy ngày trước vợ ta nhiễm phong hàn, nghe nói nữ y này có thủ pháp cạo gió, ta còn đặc biệt dẫn vợ ta đi qua. Nữ y này là một quả phụ, ở một mình, ngày thường cũng rú rú ở trong nhà. Vừa nói đến cạo gió, Khương Ngôn Ý liền nhớ tới nữ y lúc trước cạo cho mình, nhưng không phải là người vừa rồi đi qua. Trên tay nàng ta xách tất cả đều là đồ ăn, là lượng cơm của 7-8 người. Mã Đồ Tể vừa nói như vậy, Khương Ngôn Ý cũng cảm thấy có vài phần kỳ quái. Nàng cầm lấy bồ câu vốn định đuổi theo nữ y xem thử, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, trên chợ liền không thấy nữ y nhân. Khương Ngôn Ý nghĩ còn phải nấu canh cho Phong Sóc, đành phải trở về cửa hàng trước. Công bằng mà nói, Khương Ngôn Ý không phải rất thích dùng đá đánh lửa cổ đại. Vừa lau một cái, mùi nitrat kali rất chói mũi. Sau khi bắt lửa, múc nước lạnh vào nồi, đầu tiên cho hai con chim bồ câu xuống nồi, đổ một muỗng để đun sôi nước khử tanh, đồng thời cho máu đi ra ngoài. Bồ câu là thuốc bổ thượng đẳng, không chỉ kiện não bổ thận, còn có thể điều chỉnh đường huyết trong cơ thể. Bất kể là đối với Phong Sóc gần đây hao tổn tinh thần, hay là Sở Ngôn Quy dụng công đọc sách, đều là đại bổ. Sau khi nấu sạch máu lã, Khương Ngôn Ý vớt hai con bồ câu lên, cho vào nồi, thêm nước gừng thái lát, sau đó cho hành lá thắt nút vào, đun nhỏ lửa trên bếp. Trong thời gian chờ nước sôi, nàng lấy ra mấy quả táo đỏ khô, dùng dao bỏ hạt, đem nấm hương ngâm trong nước nóng cho nở ra, lại cắt mấy lát hoài sơn cùng bắc thục. Canh trong nồi sôi lên, mới đem chỗ nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong bỏ vào, còn thêm một thìa kỳ tử, vài viên quế, mấy cây đẳng sâm. Canh chim bồ câu vốn là món dược thiện, thêm vào những dược liệu này, không chỉ tăng cao mỹ vị của canh, giá trị dinh dưỡng cũng tăng gấp đôi. Sau khi đun nhỏ lửa trong một canh giờ, mở nắp nồi đất lên, mùi thơm của thịt chim bồ câu cùng các loại dược liệu trộn lẫn với nhau bay ra. Khương Ngôn Ý cảm giác mình chỉ ngửi mùi vị này thôi cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nàng dùng thìa múc một chén nếm thử. Canh rất tươi, nhưng sau khi kết hợp với nấm, dược liệu tổng hợp, hương vị thanh đạm mà lại thuần hậu, phối hợp với thịt bồ câu béo mà không ngấy, uống canh như vậy thật sự là một loại hưởng thụ. Khương Ngôn Ý hài lòng gật gật đầu, đem canh bồ câu chia làm hai chén, một cái đem về cho Sở Ngôn Quy. Trần Quốc Công ở trong phòng dạy Sở Ngôn Quy, nhìn thấy là canh bồ câu, nói mình cũng có lộc ăn. Còn lại một chén, Khương Ngôn Ý tự mình đưa cho Phong Sóc. Lúc nàng vào cửa, Phong Sóc đã xử lý công văn, có lẽ là gặp phải chuyện khó giải quyết gì đó. Chàng nhìn công văn trên tay, lông mày vẫn nhíu lại. Khương Ngôn Ý bất động thanh sắt, đặt canh lên bàn của chàng. Phong Sóc ngẩng đầu lên, bên miệng nhếch lên một nụ cười. Nàng tới rồi. Khương Ngôn Ý múc canh cho chàng. Làm sao chàng biết ta sẽ tới đây? Phong Sóc đặt bút xuống. Trong phủ này còn có chuyện gì mà ta không biết? Chàng nhận lấy bát canh và uống một hơi sạch sẽ. Lúc trước Khương Ngôn Ý còn chưa cảm thấy chàng gầy. Bị Hình Nghiêu nói như vậy, hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy Phong Sóc gầy đi. Nàng múc thịt chim bồ câu đã được tách xương và thịt vào bát của chàng. Ăn nhiều thịt hơn, bồi bổ cho thật tốt. Chim bồ câu thường bay trên bầu trời, thịt săn chắc và đàn hồi hơn thịt gà, vào miệng thơm ngát. Một chén canh uống xong, Phong Sóc chỉ cảm thấy mệt mỏi mấy ngày qua đều bị cuốn đi. Khương Ngôn Ý hỏi chàng. Gặp phải chuyện phiền lòng gì, lông mày nhíu thành như vậy? Phong Sóc nói. Càng ngày càng nhiều dân chúng chạy nạn tràn vào thành Tây Châu. Hiện tại thành Tây Châu ngư long hỗn tạp, đêm qua còn có người định cướp ngục Khương Ngôn Tích. Khương Ngôn Ý nói. Lưỡng hại thủ kỳ kinh, nếu không vẫn là đóng cửa thành đi.
Phong Sóc nhéo mi tâm nói. Ta lo lắng là Tần Đế trà trộn vào thành, phòng ngừa vạn nhất, nàng gần đây ra ngoài mang theo nhiều người bên cạnh. Sau này ta lại tìm một tỷ nữ biết võ cho nàng. Lúc trước chàng nóng lòng cầu hôn là muốn đem hôn sự định ra, đỡ để người bên ngoài đánh chủ ý tặng nữ nhân cho chàng. Nhưng chàng vẫn đánh giá thấp mức độ coi trọng của Tần Đế đối với Khương Ngôn Tích. Nếu Tần Đế lẻn vào thành Tây Châu, như vậy Khương Ngôn Ý sẽ trở thành một mục tiêu sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.